Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Hôm Nay. Với bộ môn bóng đá, bên cạnh những trận cầu hay, bàn thắng đẹp, thì giới mộ điều môn thể thao vua còn được chứng kiến vô vàn tình huống dở khóc dở cười. Kể cả khi các cầu thủ hay huấn luyện viên bị rút đến thẻ đỏ, thì phản ứng của họ cũng vô cùng phong phú, hài hước. Các bạn nghĩ nếu CR7 hay Messi bị trọng tài phạt thẻ đỏ, thì họ sẽ phản ứng như thế nào? Nếu các bạn đã vô tình bỏ lỡ những phản ứng hết sức đặc sắc của các cầu thủ khi nhận thẻ đỏ trong các trận đấu, thì trong video hôm nay chúng tôi sẽ tái hiện lại 10 phản ứng hài hước nhất khi ăn thẻ đỏ từ trọng tài trong bóng đá. Hãy cùng xem nhé! 10 phản ứng hài hước nhất khi ăn thẻ đỏ từ trọng tài trong bóng đá. 10. Park Hang-seo. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem phản ứng của thầy Park khi nhận thẻ đỏ trong trận chung kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia tại SEA Games 30. Đây chính là chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của huấn luyện viên Park Hang-seo và chắc các fan của bóng đá nước nhà không quên khoảnh khắc thầy Park phải nhận thẻ vàng do cãi tay đôi với trọng tài để bảo vệ học trò, dẫn đến việc ông phải nhận thẻ đỏ và rời khỏi vị trí chỉ đạo trực tiếp trên sân. Lo lắng cho đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn 9 người trên sân, nhiều cung bậc cảm xúc khác được thầy Park thể hiện khi ông lo lắng cùng đội tuyển và cả khi ông vui mừng với đội tuyển và cả những tiếc rẻ. Tuy nhiên, U22 Việt Nam đã thành tiến đến ngôi vương mà không để bị thủng lưới bất cứ bàn nào ở những phút cuối. Những hình ảnh và cảm xúc của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu càng khiến người hâm mộ yêu mến ông hơn. Chiến William Remy. Sân bóng không phải lúc nào cũng đầy kịch tính với những màn tranh bóng và ghi bàn, mà đôi lúc nó còn làm cho người hâm mộ phải phì cười vì những tình huống khó đỡ. Một trong những sự cố vừa hy hữu vừa hài hước có lẽ còn được nhắc đến đã xảy ra trong trận đấu giữa Liza và Cracovia ở vòng 22 giải vô địch quốc gia Ba Lan. Trung vệ William Remy của Liza đã có tình huống dẫm vào người Xavi Hernandez bên phía Cracovia. Trọng tài chính lập tức rút ra chiếc thẻ vàng cho Remy, đó là chiếc thẻ vàng thứ hai khiến anh phải rời sân. Nhưng sau đó, trọng tài lại có quyết định kia do trọng tài muốn đưa ra án phạt nặng hơn bởi cú đạp của Remy là hành động cố tình chơi xấu. Liza chung cuộc phải nhận kết quả thua 0-2. Mà điều đáng nói là cả hai bàn thắng đều là của Xavi Hernandez, nạn nhân cú đạp của Remy. Tám, Italian player, cầu thủ tại giải bóng đá Ý. Khó có thể diễn tả được tâm trạng của một cầu thủ khi bị tước quyền thi đấu trên sân. Có người mặc nhiên chấp nhận, có người tranh cãi nhưng không đến nỗi gay gắt, nhưng lại có những cầu thủ động tay động chân khi ăn phải chiếc thẻ đỏ từ trọng tài. Điển hình như trong trường hợp của một cầu thủ người Ý tại giải bóng đá của quốc gia này, có lẽ quá uất ức khi phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong một trận đấu vô cùng lầy lội. Anh đã tận luôn cả trọng tài bằng một cú đá từ phía sau, và nếu không có sự ngăn cản của đồng nghiệp, không biết anh chàng còn manh động đến cỡ nào. 7. Michael Essien. Michael Essien từng nổi danh trong màu áo Lyon. Trong giai đoạn 2003-2005, anh ra sân 71 trận cho sư tử Saint-Rouen. Essien là một công thần của Chelsea dưới thời Jones. Tổng cộng, trong khoảng thời gian khoác áo Chelsea, tiền vệ người Ghana đã có 2 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup. Bên cạnh những khoảnh khắc đẹp trên sân, tiền vệ người Ghana còn được nhớ đến nhiều nhất chính là chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Unice vào tháng 11-2014. Vẻ mặt ngạc nhiên của anh đã trở thành nguyên liệu cho những bức ảnh chế hài hước. Khi ấy, trong một tình huống phạm lỗi, trọng tài đã rút thẻ vàng và tiếp theo là chiếc thẻ đỏ dành cho Michael Essien. Michael Essien đã thể hiện lại một khuôn mặt không ai có thể bắt chước nổi. Nhìn vào biểu cảm của cựu tiền vệ phòng ngự Chelsea, người ta thấy đầy đủ hết sự kinh ngạc, thất vọng, giận dữ và phẫn nộ.
Medi Resevic ở trận gặp Vakar IF trong khuôn khổ vòng 16 giải hạng 3 Thụy Điển 2016. Sau khi ghi được một bàn thắng khá đẹp mắt và hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Medi Resevic đã tỏ ra vô cùng phấn khích. Thậm chí anh còn chạy lên khán đài, vốn đã thương người hâm mộ để vỗ tay tán thưởng cho chính mình. Thế nhưng khi trở lại sân, ngôi sao 24 tuổi này đã ngay lập tức phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài chính vì lỗi ăn mừng bàn thắng kỳ quái. Đáng tiếc, đây lại là chiếc thẻ vàng thứ hai của hậu vệ người Thụy Điển trong trận đấu này, nên anh buộc phải rời sân. Dù không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng có lẽ đây là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ đừng quá phấn khích khi có được bàn thắng. Biết đâu sẽ phải rời sân như anh chàng Medi. Hai, Fidel Martinez. Phạm lỗi bị nhận thẻ đỏ đã đành, đằng này ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ thì còn chớ treo nào hơn. Trong trận đấu ở giải bóng đá quốc gia Mexico 2012 giữa hai đội Tijuana và đội khách Toluca FC, cầu thủ Duvier Riascot đã có bàn thắng mở tỷ số vô cùng quan trọng cho đội chủ nhà. Bàn thắng tuy không có gì nổi bật, nhưng có lẽ Riascot cũng như người hâm mộ câu lạc bộ Tijuana sẽ phải nhớ mãi vì pha ăn mừng sau đó. Riascot đã chạy ra góc sân và phối hợp với đồng đội của mình là Fidel Martinez để thực hiện một màn ăn mừng độc đáo. Martinez đã giả như đang cầm súng và bắn Riascot. Ngay lập tức, cầu thủ vừa ghi bàn đã lăn ra chết như thật. Hành động này được coi là rất phản cảm tại Mexico, do quốc gia này thường xuyên có những cuộc đấu súng gây thiệt mạng nhiều người. Và ngay lập tức, trọng tài chính đã trừng phạt pha ăn mừng đó bằng thẻ đỏ trực tiếp cho Riascot. Người anh hùng trong phút chốc đã biến thành tội đồ. 1. Ahazi Camara. Nhận thẻ đỏ có lẽ là điều cuối cùng mà một cầu thủ mong muốn khi đang thi đấu. Nhưng cách tiền đạo câu lạc bộ Norrköping Ahazi Camara phản ứng lại tỏ ra dữ dội hơn bao giờ hết. Anh chàng này đã chiêu đãi các fan hâm mộ bóng đá Thụy Điển một pha phản ứng kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá và có phần hài hước sau khi nhận thẻ đỏ. Ahazi đã nhận trước thẻ vàng thứ hai của mình trong trận đấu giữa Norrköping và Örebro có tỷ số 2-2. Thay vì những phản ứng nóng giận và đối chất lại với trọng tài như những cầu thủ khác, tiền đạo đội tuyển Norrköping lập tức khóc oai trên sân cỏ. Anh vừa hét vừa chạy thẳng vào đường hầm trong trạng thái kích động. Trong suốt khi ấy 20 tuổi, vừa khóc vừa la hét, khiến tất cả khán giả phải sững sờ. Có lẽ đây là một trong những phản ứng hài hước nhất lịch sử bóng đá, khi một anh chàng lực lượng bật khóc như một bé gái, chạy thẳng về phòng thay đồ sau khi nhận trước thẻ đỏ của mình. 2. Các bạn đã xem video, các bạn ấn tượng nhất với phản ứng hài hước của cầu thủ nào trên đây? Cùng share và comment để thảo luận với mọi người về nội dung hôm nay nhé. Các bạn cũng đừng quên follow kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.